Rồi các bánh đi. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rajit Yatim đã chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại do trận mưa lớn vừa qua ở Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc Việt Nam gây ra cho người dân. Bộ trưởng cho biết ông rất ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại. Đây cũng là lĩnh vực mà Việt Nam và Malaysia đang có quan hệ rất tốt. Hiện đang có 12 công ty của Malaysia hoạt động tại Việt Nam. Và Bộ trưởng Rajit Yatim cảm ơn phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của những công ty này. Hợp tác song phương trong xuất khẩu lao động cũng đang tiến triển tốt. Việt Nam đã cử khoảng 130.000 lao động sang Malaysia làm việc. Bộ trưởng Malaysia đã chọn lao động này sau khi thấy mà sẽ đóng góp tốt cho nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam Malaysia. Đi vòng qua đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả hợp tác hai nước trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại đầu tư. Malaysia hiện đang là nhà đầu tư lớn thứ hai và là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Việt Nam. Rồi, tay chắc lại. Chính sách nhất quán của Việt Nam là đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ nước, ưu tiên các thành viên ASEAN, trong đó có Malaysia. Trên cơ sở đó, Chủ tịch nước mong muốn Malaysia và Việt Nam, đặc biệt thông qua chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Rajit Yatim, sẽ tăng cường hợp tác về chiều sâu trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, đầu tư, lao động và du lịch. Vâng, ngay trong chiều nay tại nhà khách chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Rajit. Rồi xong, cầm quà. Mở đi không? Cầm quà mà ngồi đứng đó cầm quà mở luôn. Hai bên đã cùng chia sẻ và đánh giá cao những thành tựu phát triển mọi mặt của mỗi nước. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Malaysia. Về phần mình, Bộ trưởng Rajit Yatim khẳng định chính phủ Malaysia tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở khu vực và cam kết tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan là mình giật mình ngủ dậy liền, không có làm phiền bố mẹ nữa đâu nha. À, bây giờ anh đố các bạn nè, bạn nào mà trả lời giỏi đó.